Nhật ký 1286. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì mọi hồng ân Chúa không ngớt trào đổ xuống cho con. Những hồng ân soi sáng con bằng ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Vì nhờ đó, Chúa cho con thấy được nẻo đường bảo đảm. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa đã tác thành nên con, đã gọi con từ hư vô ra hiện hữu, đã ghi dấu ấn thần tính Chúa trên linh hồn con, công việc của tình yêu nhân lành thuần túy. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì phép thánh tẩy đã tháp nhập con vào gia đình của Chúa, một tặng ân trọng đại vượt trên mọi tư tưởng hay từ ngữ tặng ân biến đổi linh hồn con. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì phép xá giải, vì suối nguồn bất tận lòng thương xót cao vời, vì suối mạch tuyệt vời các ân sủng trong đó, các linh hồn tội lỗi đều được tẩy sạch. Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa vì phép thánh thể, nơi đó Chúa trao tặng chính mình Chúa cho chúng con. Con cảm nhận trái tim Chúa đập trong lồng ngực của con, vì Chúa làm cho sự sống thần linh Chúa tỏ hiện trong con. Lạy Thánh Linh, con xin cảm tạ Chúa vì phép thêm sức, đã làm con nên hiệp sĩ của Chúa và ban sức mạnh cho linh hồn con từng phút giây, bảo vệ con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì ơn thiên triệu, đã gọi mời con phụng sự một mình Chúa, đưa con đến chỗ nhận Chúa làm tình yêu độc nhất của con, một vinh dự vô song cho linh hồn con. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì ơn vĩnh thệ, vì mối hợp hoan tình yêu tinh ròng ấy, vì Chúa đã đoái thương, kết hợp trái tim tinh tuyền Chúa với trái tim con, và kết hợp trái tim con với trái tim Chúa, bằng những mối ràng buộc rất tinh tuyền. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì phép sức dầu, ban sức mạnh cho con trong những giờ phút sau cùng. Đó là sự trợ giúp cho con khi chiến đấu, và là sự hướng dẫn đến phần rỗi của con, củng cố hồn con cho đến khi ta hợp hoan muôn đời. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì tất cả những soi động lòng nhân lành Chúa đã trào đổ trên con, vì những ánh sáng nội tâm cho linh hồn con, tuy cảm nhận được nhưng không sao tường tả nên lời. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con xin cảm tạ vì ân sủng chan hòa Chúa không ngừng trào đổ suốt cuộc đời con. Niềm tri ân của con sẽ nồng thắm khi rạng đông vĩnh cửu ló dạng, khi lần đầu con được ca khen vinh danh Chúa. Nhật ký 1287. Mặc dù được bình an trong linh hồn, nhưng tôi vẫn phải chiến đấu liên tục với kẻ thù. Càng ngày tôi càng khám phá ra các giò bẫy của hắn, và trận chiến bộc phát trở lại. Trong những khoảnh khắc lắng dịu, tôi thao luyện và cảnh giác, kẻo kẻ thù thấy tôi sơ hở. Khi nhìn thấy cơn điên cuồng kinh khủng của hắn, tôi ẩn mình trong pháo đài là Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nhật ký 1288. Ngày 19 tháng 9 năm 1937. Hôm nay Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, con hãy viết rằng điều làm cha hết sức đau khổ là linh hồn các tu sĩ lãnh nhận bí tích tình yêu theo thói quen, dường như họ không phân biệt được thần lương này. Cha không gặp được đức tin hoặc tình yêu trong tâm hồn họ. Cha hết sức miễn cưỡng phải vào những linh hồn như thế, chẳng thà họ đừng lãnh nhận cha thì hơn. Nhật ký 1289. Lạy Chúa Giêsu rất mực dịu hiền, xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa và biến đổi con trong chính Chúa.
xin thần hóa con, để các hành vi của con được đẹp lòng Chúa. Chớ gì điều này được thực hiện bằng năng lực hiệp lễ, mà con vẫn được lãnh nhận hằng ngày. Ôi lạy Chúa, con khát khao biết bao được hoàn toàn biến đổi trong Chúa. Nhật ký 1290. Ngày 19 tháng 9 năm 1937. Hôm nay, em trai tôi là Stanley đến thăm. Tôi hết sức vui mừng về linh hồn tốt lành này. Em có ý định muốn hiến thân phụng sự Thiên Chúa. Có thể nói, chính Thiên Chúa đang lôi kéo em đến với tình yêu của Người. Chị em chúng tôi hàn huyên một hồi lâu về Thiên Chúa, về lòng nhân lành của Người. Trong cuộc chuyện vãn với em, tôi biết linh hồn em rất đẹp lòng Chúa. Tôi được mẹ bề trên cho phép gặp em thường xuyên hơn. Khi em xin tôi lời khuyên về việc đi tu, tôi đã trả lời: chắc chắn em quá biết Thiên Chúa đang đòi hỏi điều gì nơi em. Tôi đã đề cập đến dòng tên, nhưng nói thêm: em cứ vào bất cứ nơi nào em thích. Bởi vì em đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề này, tôi hứa sẽ cầu nguyện cho em và quyết định làm một tuần cửu nhật kính thánh tâm với lời bầu cử của cha Peter Skanga, theo lời hứa được ghi trong quyển Sứ giả Thánh Tâm. Trong trường hợp này, tôi hiểu lời cầu nguyện hữu ích hơn lời khuyên bảo.